Rồi chào hết tất cả anh em và các bạn. Chúc tất cả anh em và các bạn có một ngày mới thật là an lành. Thì đến với buổi sáng ngày hôm nay thì mình đi đi thăm lúa em 18, lúa kéo hàng các bạn ơi. Thì hiện tại cái lúa của mình thì sáng mai mình phun cái cữ chỗ đều các bạn. Cái đặc trưng của cái giống OM18 các bạn thì đa phần thường là nó hay cháy hết tất cả các lá trong cái giai đoạn mà gần thu hoạch các bạn. Thì thứ nhất là do cái đặc tính giống của nó, cái thứ hai nữa là cũng một phần là cái trên cái OM18 thì nó cái giống nó nhiễm khuẩn hơn cái những cái giống lúa khác các bạn. Và thường thì như mình đó thì mình làm mình cái cữ cuối các bạn thì mình hay bổ sung cái hoạt chất măng cua dép. Thì thường thì mình phun cái thuốc dithan của công ty ADC nha các bạn. Thì đó là cái sản phẩm dithan đó, đó là cái nó của hãng Dow Watson của Mỹ các bạn, nhưng mà nó do công ty ADC phân phối. Thì mình thì thường mình chọn cái hoạt chất măng cua dép đó là nó của cái công ty ADC phân phối, là cái tên sản phẩm nó là dithan nha các bạn. Thì nó giúp cho cái lá lúa nó dày hơn và nó xanh tới cái ngày cắt. Thì nói chung đối với cái OM18 các bạn, làm sao mà đến cái ngày cắt mà chúng ta giữ được cái lá mà nó xanh dày á, thì nó sẽ cho năng suất cao. Bên tay trái của mình là của anh bé Ba các bạn. Vô hộp nó vô hạt khá là tốt các bạn. No. Thì ảnh cũng xạ một ngày với mình, nhưng mà đều là ảnh vô nước kỹ hơn mình đó các bạn. Có nghĩa là ảnh vô nước chậm chậm, từ từ ảnh nâng nước từ từ lên thì lúa nó không có bị sượng các bạn. Còn bên mình thì chỗ trễ hơn của ảnh là lý do là mình cho nước vô nó ngập luôn nha các bạn. Ví dụ như 3 đêm 4 ngày 3 đêm là mình cho nước vô ngập là khoảng 2 tấc. Thì mình để khoảng tới khoảng cái đêm thứ 8 là lúa nó mới nhô khỏi mặt nước nha các bạn. Thì lúa của mình nó sẽ sừng hơn. Và đối với cái của anh với ba sớm nè các bạn, hiện tượng lem lép hạt. Rồi thì mình chia sẻ lại cái vấn đề mà giữ cho cái bộ lá đồng mà nó xanh dày mà tới cái ngày cắt đó các bạn. Là thứ nhất là cái cử mà chỗ sẹt hoặc là chỗ đều chúng ta phun cái thuốc như là amitatop nha các bạn, là hoạt chất azacitrobin đó các bạn. Thì nó giúp cho cái cây lúa nó bảo vệ bộ lá đồng nó xanh. Và cái thứ hai nữa là cái cửa cuối công chế me các bạn, là mình hay thường là mình bổ sung thêm cái dithan của cái công ty ADC. Thì nó hoạt chất nó là măng cua dép nha các bạn.
Và thường thì mình chỉ cần phun như vậy thôi là lúa của mình là tới cái ngày cắt là bảo vệ lá đồng nó rất là xanh nha các bạn, và nó dày thì nó sẽ cho năng suất tối ưu và nó vào chắc tốt. Nhờ cái bộ lá xanh dày đó, xanh xanh bền, xanh sáng, xanh lâu đó thì nó sẽ cho năng suất cao. Thì đó là cái vấn đề mà giữ xanh bộ lá đồng nha các bạn. Thì hiện tại trên cái lúa này của mình ngày mai mình cũng sẽ phun cái cử chỗ đều, tại cái cử chỗ sẹt rồi là do dàn lúa nó xanh nha các bạn, cho nên là mình phun tin super và bin Mỹ. Thì ngày mai là mình sẽ phun cái cử chỗ đều, và cái cử chỗ đều này mình sẽ phun là amistatop, filia và santocin nha các bạn. Đó thì trên cái lúa OM18 này thì mình còn phun cử chỗ đều và một cái cử công trái me nữa các bạn. Rồi thì cử công trái me thì mình cũng sử dụng sản phẩm Dithan, tin super và Silimax nha các bạn. Và đối với cái đối tượng nghệ phấn trắng thì trên cái miếng này mình đã phun cái hàng mặt xanh nha các bạn, hoặc mặt xanh của công ty VFC. Thì hiện tại thì mình thấy có cái gậy phấn trắng thì nó cũng không còn xuất hiện nữa. Rồi hãy chào các bạn, cái đó là mình chia sẻ một vài cái loại thuốc để mình mà bảo vệ cho cái bộ lá đồng nó xanh nha các bạn. Rồi chào các bạn.